Em ơi, sao wifi mình lắc thế? Ôi trời ơi. Tao phải thằng sửa wifi đâu mà mày hỏi như thế hả? Đúng. Chưa công nhận. Dạo này wifi nhà mình lag thật. Ngồi lướt điện thoại được một lúc thì mình tìm ra được hướng giải quyết. Đó là wifi AI. Công dụng của nó sẽ giúp các bạn biết được đâu là nơi có wifi mạnh nhất. Khi vào, nó sẽ yêu cầu bạn quét hình ảnh nơi xung quanh bạn đang đứng. Sau đó, nó sẽ hiện ra những vị trí bắt sóng wifi tốt nhất từ các khu vực xung quanh dựa trên những tiêu chí cơ bản như sau: mức tín hiệu, vị trí điểm truy cập wifi tốt nhất, giá trị tốc độ kết nối hiện tại, giá trị ping, độ mượt của mạng. Trên app sẽ chia cho các bạn các mức nhận biết như sau: màu xanh là mạnh, màu vàng là bình thường, còn màu đỏ thì là yếu. Alo, được của nó đấy. Bịt mẹ ảo thật đấy. Tóm lại, đây là giải pháp giúp các bạn khắc phục được tình trạng bị sai vị trí khi lag wifi. Còn chân chơi đi nữa, tạm nghe vào luôn nhá.